Tin quốc tế ngày 26 tháng 4 Canh bạc ATA CMS đánh cược với mạng sống thường dân của Kỳ Truyền thông Nga, Ukraine chuẩn bị tấn công Crimea trước kỳ nghỉ lễ tháng 5 Người đàn ông Ukraine bị bắt giữ khi cố rời khỏi đất nước bằng phao bơi KCNA, Kim Jong-un thị sát vụ thử hỏa tiễn phóng loạt Trung Quốc, đền thờ gia tộc bị phá rỡ giữa đêm, hàng trăm dân làng đụng độ cảnh sát Văn San xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục tin quốc tế thứ 6 ngày 26 tháng 4 của DKN Thời sự. Sau đây là nội dung bản tin. Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine một số hỏa tiễn ATACMS vào tháng 9 năm 2023. Sau đây là biến thể Block 1 mang đầu đạn chùm và có tầm bắn 165 km chỉ bằng một nửa biến thể tầm xa mà Washington mới viện trợ cho Ukraine. Phiên bản ATACMS mới hơn mà Mỹ vừa cung cấp cho ký có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 300 km. Ngày 25 tháng 4, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan xác nhận số lượng đáng kể hỏa tiến ATACMS tầm xa đã được chuyển tới Ukraine và nói chúng tôi sẽ gửi thêm. Ông cho biết phía Ukraine đã cam kết chỉ sử dụng vũ khí này bên trong lãnh thổ Ukraine, chứ không nhằm vào lãnh thổ Nga. Theo Titus Pichy, thành viên Ban chỉ đạo Liên minh bom chủ Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã quyết định gửi hòa tiễn ATACMS cùng với đầu đạn chùm cho Ukraine, bất chấp những đau khổ lâu dài của con người do những loại vũ khí bừa bãi này gây ra. Pichy thừa nhận rằng việc khai triển bom chùm vi phạm luật nhân đạo quốc tế vì chúng không thể phân biệt giữa mục tiêu quân sự và dân thường Ông mô tả thêm về sự nguy hiểm của việc sử dụng chúng. Các chuyên gia của tổ chức phi chính phủ Globsec có trụ sở tại Slovakia kết hợp với Bộ Ngoại giao Ukraine đã xác định rằng gần 30% diện tích đất đai của Ukraine bị tàn phá bởi bom mìn và vật liệu chưa nổ. Điều này đã biến đổi một cách bi thảm những khu vực từng thịnh vượng thành những khu vực đáng sợ và nguy hiểm. Nhóm chuyên gia Globsec nói, thứ nhất, chúng khó nhắm mục tiêu chính xác tạo ra mối nguy hiểm cực lớn trên diện rộng thường bao gồm cả dân thường thứ hai nhiều quả không phát nổ khi va chạm mà tồn tại dai dẳng theo thời gian gây thương tích và lấy mạng bất cứ ai va chạm dù sau khi chiến tranh kết thúc hàng chục năm ông pichy giải thích rằng bom chùm do atacms mang phóng rất nguy hiểm đối với dân thường vì chúng nhỏ và mang theo 950 quả bom con trong đầu đàn chúng gây ra mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm đối với dân thường vì chúng có thể dễ dàng hòa nhập vào môi trường ông nhấn mạnh rằng hỏa tiễn ATACMS với đầu đạn chùm được chuyển tới Ukraine làm tăng rất nhiều nguy cơ vật liệu chưa nổ tạo ra mối nguy hiểm lâu dài. Vì vậy, tiếp nhận và sử dụng ATACMS được coi là canh bạc với mạng sống thường dân của Kyiv. Ukraine chuẩn bị tấn công Crimea trước kỳ nghỉ lễ tháng 5 Trang tin Aviapro ngày 26 tháng 4 báo cáo. Trong những ngày gần đây, vùng biên giới miền Nam nước Nga đã chứng kiến hoạt động gia tăng từ các hệ thống radar và không quân của NATO, bao gồm cả việc tăng cường phóng hỏa tiễn mồi nhử như ADM-160 MALD. Những hành động này trùng hợp với hoạt động của máy bay trinh sát và máy bay không người lái của Mỹ, Anh, Pháp và Ý ở khu vực Biển Đen. Các máy bay U-2S, P-8A, MQ-9A Ripper, RC-135V của Anh và E-3F AV-ACS của Pháp, cùng với các máy bay chiến đấu Rafale đang tiến hành các hoạt động ở cự ly gần từ biên giới Nga. Một máy bay trinh sát điện tử của Anh đã tiếp cận Sevastopol ở khoảng cách 230 km và AV-ACS của Pháp cách Sochi 190 km. Theo báo cáo của Mikhail Vinchak, tác giả của kênh Riba Telegram, hoạt động này nhằm mục đích phát hiện và cố định các vị trí phòng không của Nga, Điều này được xác nhận bởi sự gia tăng đáng kể hình ảnh vệ tinh từ các nước NATO. Số lượng đã tăng gấp đôi so với mức trung bình, cho thấy có thể có sự chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới. Trong bối cảnh có những thông báo chính thức về việc cung cấp thêm hỏa tiễn tầm xa, bao gồm ATACMS và Storm Shadow, cũng như khả năng sử dụng chúng, nguy cơ tấn công bằng hỏa tiễn sẽ gia tăng trong kỳ nghỉ lễ tháng 5 và lễ nhậm chức Tổng thống sắp tới vào ngày 7 tháng 5. Ukraine thời gian qua, tăng cường khai triển hỏa tiễn, UAV và xuồng tự sát để tập kích Crimea, trụ sở của hạm đội Biển Đen, nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga và buộc hạm đội nước này phải rút lui khỏi vùng biển. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng cho biết, Kyiv rất muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của đối phương, bao gồm cầu Kek, chiến lược nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Tướng Charles Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 25 tháng 4 nhận định, có thể thấy rằng Ukraine đã sử dụng hiệu quả các khí tài mà họ được cung cấp. Theo Insider, trong ngày 24 tháng 4, lực lượng biên phòng Ukraine đã thông báo về việc bắt giữ một người đàn ông cố gắng vượt biên tới Moldova trên một chiếc phao bơi. Lực lượng biên phòng Ukraine nói, người đàn ông không rõ danh tính, sống ở thành phố Dnipro, người này đã liên lạc với một người thông qua ứng dụng nhắn tin, thỏa thuận vượt biên với giá 4.200 đô la Mỹ. Người đàn ông được cấp nệm bơm hơi, điện thoại và quần áo và sau đó tự bơi sang bên kia biên giới. Theo giới chức biên phòng Ukraine, người đàn ông đã trả một nửa khoản tiền, số còn lại được trả khi vượt biên thành công. Người đàn ông hiện bị tạm giam với cáo buộc vượt biên trái phép và sớm phải ra hầu tòa. Không rõ lý do, người đàn ông tìm cách vượt biên sang Moldova, nhưng người này thuộc độ tuổi nhập ngũ. Nguồn tin của tờ New York Times tiết lộ đã có hàng nghìn người cố gắng rời khỏi Ukraine kể từ khi chính quyền ký ban hành lệnh tổng động viên. Tính từ tháng 2 năm 2022, có khoảng 6.000 người đàn ông Ukraine đã vượt biên tới Rumani bằng cách bơi qua sông Tisa. Vào ngày 23 tháng 4, Ukraine tuyên bố sẽ dừng dịch vụ lãnh sự cho nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đang ở nước ngoài. Cụ thể, Nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi sống ở nước ngoài sẽ không thể gia hạn hộ chiếu hết hạn hoặc xin hộ chiếu mới. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông qua luật cải cách tuyển quân gây tranh cãi. Luật dự kiến có hiệu lực thi hành vào tháng tới sẽ hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, thắt chặt miễn trừ và bắt buộc tất cả nam giới phải báo cáo cho văn phòng nghĩa vụ quân sự. Ngày 26 tháng 4, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 25 tháng 4 đã thị sát vụ thử nghiệm hỏa tiễn phóng loạt 240 ly do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất. Báo cáo không cung cấp thêm thông tin chi tiết về đơn vị sản xuất pháo. Triều Tiên được cho là đang tăng cường sản xuất pháo trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc cáo buộc nước này đang cung cấp vũ khí cho Nga. Cả hai nước đều phủ nhận cáo buộc này. KCNA cho biết Vụ bắn thử cho thấy hỏa tiễn đa nòng đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết về đặc tính bay và độ chính xác. KCNA dẫn lời ông Kim nói, hệ thống hỏa tiễn phóng loạt 240 mm tích hợp công nghệ mới sẽ mang lại sự thay đổi chiến lược trong việc tăng cường khả năng pháo binh của quân đội chúng ta. Trong một báo cáo riêng, KCNA cho biết ông Kim đã đến thăm Đại học Quân sự Kim Nhật Thành vào ngày 25 tháng 4, được đặt theo tên ông nổi và người sáng lập nhà nước Bắc Triều Tiên để kỷ niệm ngày thành lập quân đội cách mạng, tiền thân của quân đội nước này. Hôm đầu tuần, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập trận chiến thuật giả phản công hạt nhân với sự tham gia của các đơn vị đa hỏa tiễn siêu lớn, được gọi là hệ thống quản lý kíp nổ hạt nhân. Mới đây, từ đường chung của gia tộc họ Trang ở làng Thủy Vi và làng Hoàng Cương thuộc quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã bị Ủy ban thôn Hoàng Cương cưỡng chế phá bỏ. Sau đó, hơn 100 dân làng đã răng biểu ngữ phản đối và xảy ra cuộc đụng độ với cảnh sát. Theo tờ Hồng Kông 01, vào sáng sớm ngày 24 tháng 4, đền từ đường Họ Trang đã bị Ủy ban thôn Hoàng Cương cưỡng chế phá bỏ. Bà Lý, một người dân ở làng Thủy Vi cho biết, từ đường gia tộc đã bị phá bỏ vào rạng sáng hôm qua, đã bị phá bỏ trước khi chúng tôi thức dậy. Bà Lý cho hay, làng Hoàng Cương và làng Thủy Vi vốn là anh em, dùng chung một từ đường, Tuy nhiên, Ủy ban thôn Hoàng Cương đã bán một lô đất, trong đó bao gồm cả từ đường này cho chủ đầu tư và phá bỏ từ đường khi chưa có sự đồng ý của làng Thủy Vi. Do đó, người dân trong làng đã răng biểu ngữ và hô khẩu hiệu tại hiện trường để bảo vệ quyền lợi của mình. Vào ngày 24 tháng 4, rất đông người dân đã mang ghế ra ngồi ở lối ra C2 của ga tàu điện ngầm, nơi gần từ đường gia tộc họ Trang và đối đầu với cảnh sát. Họ răng các biểu ngữ như kiên quyết phản đối việc phá bỏ tư đường, bảo vệ tư đường tổ tiên, quyết không nhận bộ. Việc cưỡng chế phá bỏ tư đường tổ tiên là trái với ý muốn của người họ Trang, thiên lý bất dung. Theo video trên mạng, một cuộc đụng độ đã nổ ra giữa cảnh sát và người dân ở lối vào khách sạn Hoàng Hiên ở làng Hoàng Cương. Hai bên đang rằng co rào chắn di động. Tờ Hồng Kông 01 đề cập rằng, bà Lý và những người dân trong làng đã tập trung ở gần khu từ đường. Họ muốn lấy lại tấm hoành phi ở từ đường cùng các đồ vật khác nhưng cảnh sát đã không cho, cuối cùng hai bên xảy ra xung đột. Nếu tính cả dân làng và cảnh sát có mặt tại hiện trường, tổng số lên tới 400 đến 500 người. Bà Lý cho biết, đến 7 giờ 20 phút tối hôm đó, ngày 24 tháng 4, đám đông vẫn chưa giải tán. Bà Lý nói rằng, người dân ở làng Hoàng Cương không dám ra ngoài, chúng tôi bị cảnh sát bao vây bên trong làng Thủy Vi, chúng tôi không làm gì sai cả và đang bảo vệ từ đường tổ tiên của mình. Bà Lý thậm chí còn cáo buộc làng Hoàng Cương rửa tiền bất chính, mời cảnh sát tới bao vây làng Thủy Vi của chúng tôi. Hoàng Cương và Thủy Vi ban đầu là cùng một thôn, người dân ở đây đều mang họ trang và có cùng một tổ tiên. Nhà từ đường họ trang kể trên được xây dựng vào những năm ung chính và càn long của nhà Thanh và có lịch sử gần 300 năm. Thôn Hoàng Cương được cải tạo vào tháng 4 năm 1991. Năm 1992, chính thức được tách ra thành thôn Hoàng Cương và thôn Thủy Vi. Một người đàn ông họ Trang ở đây cho biết, đền thờ gia tộc do thôn Hoàng Cương quản lý và là nơi thờ cúng chung của cả hai làng trong hàng trăm năm nay. Thưa quý vị, mục tin quốc tế của Dekan Thời Sự đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.